chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 31 tháng 10 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Tại Biển Đông, chiến hạm Mỹ-Nhật phối hợp tập trận quyết liệt, sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh. Trong khi đó, vì sao Trung Quốc có thể điều chiến đấu cơ làm mưa làm gió tại Đài Loan và Biển Đông suốt thời gian qua, bí mật nằm ở một sân bay cũ được trưng dụng ngay sát eo biển. Tại hội nghị G20, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố định mệnh của Đài Loan là phải sáp nhập vào Trung Quốc và bất kỳ nước nào ủng hộ Đài Loan ly khai cũng phải trả giá đắt về khí tài quân sự của Trung Quốc có gì đột phá Hãy cùng tìm hiểu tiêm kích chủ lực mới mà Bắc Kinh đang phát triển cho tàu sân bay Đồng thời, Trung Quốc bứt phá trong cuộc song đấu với Mỹ về trí tuệ nhân tạo Một số tin nóng khác, Nga giám sát tàu chiến Mỹ làm nhiệm vụ chung với NATO trên Biển Đen Sự lãnh đạo khiến Nga trải qua tháng 9 tăng tóc nhất từ sau đệ nhị thế chiến WHO cảnh báo đáng sợ sẽ xuất hiện virus bất tử không thể tiêu diệt Iran chỉ trích Mỹ tung ra trừng phạt mới trước lúc nối lại đàm phán hạt nhân. Quân đội Myanmar tiếp tục pháo kích truy đuổi cùng tận phe đối lập. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã phát triển đến mức khiến cả Hoa Kỳ lo ngại. Thế nhưng, Bắc Kinh còn rất khôn ngoan trong việc tận dụng mọi lợi thế sẵn có của mình Gần đây, giới quan sát quân sự xôn xao về hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc dường như đang tận dụng sân bay dân dụng ngoại xa sán đầu ở gần sát eo biển Đài Loan để từ đó dễ dàng triển khai máy bay chiến đấu uy hiếp vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Sân bay ngoại xa sán đầu cách thành phố Đài Nam của Đài Loan không xa về hướng Tây nhiều khả năng đã trở thành nơi tập kết của phi đội chiến đấu cờ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA từ tháng 10 năm ngoái. Theo ảnh vệ tinh của Planet Lab hé lộ, Hình ảnh máy bay Trung Quốc nằm tại sân bay nói trên cũng trùng khớp với thông tin từ cơ quan phòng vệ Đài Loan về hàng loạt vụ xâm phạm ADIZ theo tờ Defense News đưa ra phân tích ngày 29 tháng 10. Được biết, sân bay này từng phục vụ cho nhu cầu đi lại ở sán đầu nhưng dừng hoạt động từ năm 2011 khi thành phố khánh thành phi trường mới. Bức ảnh chụp tháng 10 năm 2020 cho thấy hai máy bay tác chiến chống ngầm thiểm Tây KQ-200 nằm trên bãi đáp dân dụng. Máy bay này có hình dạng phần đuôi khá kỳ lạ nên dễ phân biệt ngay cả khi trong ảnh chụp từ trên cao. Đáng nói, KQ-200 cũng là loại chiến đấu cơ xâm phạm nhiều nhất trong vùng ADIZ của Đài Loan. Việc cất cánh từ sân bay sán đầu giúp chúng tiết kiệm được thời gian đáng kể. Thêm vào đó, nhờ tận dụng sân bay cũ, Trung Quốc đang ra sức tập trận không chiến ở phía nam eo biển Đài Loan, phía bắc Biển Đông và ở kênh Ba Sĩ, ngăn cách giữa Đài Loan với Philippines. Kênh Ba Sĩ cũng là một trong vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất trong chuỗi đảo thứ nhất. Nếu kiểm soát được khu vực này, Bắc Kinh đã tiến thêm nhiều bước trong tham vọng bá quyền ở châu Á-Thái Bình Dương. Đảo Đài Loan không có tương lai nào khác ngoài việc sáp nhập vào Trung Quốc đại lục. Đài Loan cũng không thể có tình trạng pháp lý quốc tế nào khác ngoài là một phần của Trung Quốc. Đó là tuyên bố gay gắt của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi phản hồi việc Mỹ kêu gọi để Đài Loan tham gia có ý nghĩa vào Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại hội nghị G20 ở Rome vào hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10, ông Vương Nghị nhấn mạnh Mỹ và các nước khác không được phép từ bỏ cam kết đối với nguyên tắc một Trung Quốc được thiết lập từ 50 năm trước nếu ai ngoan cố thì sẽ phải trả giá, trích lời ngoại trưởng của đất nước tỷ dân cảnh cáo ngay giữa hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Gần đây, Mỹ và một số nước nỗ lực dìu dắt Đài Loan hiện thực hóa giấc mơ gia nhập Liên Hợp Quốc, phá bỏ sự kìm kẹp của Bắc Kinh. Các bên cho rằng, nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc đã bị Trung Quốc lạm dụng để bác bỏ tư cách tham gia vào tổ chức quốc tế của Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này đã công khai kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc hỗ trợ Đài Loan tham gia tích cực và có ý nghĩa vào Liên Hợp Quốc. Được biết, Nghị quyết 2758 thông qua năm 1971, chính xuất loại bỏ Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan ra khỏi tổ chức này, chuyển sang thừa nhận chính phủ ở Bắc Kinh là đại diện hợp pháp duy nhất cho Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Ông Vương Nghị cho rằng, nguyên tắc một Trung Quốc là một sự thật lịch sử có căn cứ pháp lý và ý chí của 1,4 tỷ người dân Trung Hoa là phải thống nhất một cách hòa bình đôi bờ eo biển. Đáp lại, lãnh đạo Thái Anh Văn trong sự kiện trọng đại ngày 10 tháng 10 đã tuyên bố rằng Trung Quốc và Đài Loan không nên phụ thuộc vào nhau theo thứ bậc trên dưới. Bà Thái nhiều lần quyết tâm chiến đấu tới ngày cuối cùng để bảo vệ tự do và lối sống dân chủ của hơn 23 triệu người dân. Gần đây trên đài Mỹ CNN, bà Thái cũng dõng dạc tuyên bố, Tôi có niềm tin rằng, dựa trên mối quan hệ lâu dài mà chúng tôi thiết lập với Mỹ, dựa trên sự ủng hộ của Quốc hội và người dân Mỹ, chắc chắn Washington sẽ can thiệp khi Đài Bắc lâm nguy. Mỹ và Nhật Bản tiếp tục tập trận trên Biển Đông. Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, khu trục hạm JS Yudachi của Nhật và tàu chiến cận bờ USS Jackson của Mỹ đã tập trận song phương trên Biển Đông từ ngày 28 đến 29 tháng 10. Các tàu tiến hành một loại các chiến thuật tác chiến mặt nước, bao gồm hoạt động bay, diễn tập thông tin liên lạc và diễn tập chiến thuật phối hợp. Tất cả đều phục vụ mục đích tăng cường khả năng tương tác, cho phép các tàu thực hành chiến thuật song phương trong khoảng cách gần. Ngoài ra, theo Hải quân Mỹ, việc tập trận trên biển mang lại cho thủy thủ đoàn những tình huống thực để tập luyện kỹ năng với tàu nước ngoài theo cách mà các cuộc tập trận trên bờ không thể có được. Được biết, tàu khu trục JS Judachi đang trên đường đến Vịnh Aden và vùng biển Somali để tham gia nhiệm vụ chống cướp biển. Thời gian gần đây, Mỹ và Nhật Bản đã tăng cường mối quan hệ liên minh đáp lại hoạt động uy hiếp của Trung Quốc và Nga. Mới nhất là vào hôm 26 tháng 10, tờ Stars và Strikes đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Cold đã tiến hành tập trận với chiến hạm JS Kaga của Nhật Bản ở Biển Đông. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc và Nga phô diễn sức mạnh quân sự giang mặt Nhật Bản. Trong cuộc tập trận hồi giữa tháng 10, tàu chiến Nga và Trung Quốc đi qua eo biển Tsugaru, nằm giữa đảo Honshu và Hokkaido của Nhật Bản. Sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn cho biết 10 tàu hải quân và 6 trực thăng của hai nước đã bắt đầu các cuộc tuần tra chung ở biển Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương và biển Hoa Đông trong một tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10. Tiếp tục là thông tin mới về khí tài của Trung Quốc. Theo hình ảnh trên mạng xã hội, cường quốc quân sự châu Á vừa có lần đầu tiên thực hiện cất cánh phiên bản tiêm kích hầm của máy bay chiến đấu tàng hình thẩm dương FC-31, dự kiến đóng vai trò quan trọng trên các tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc. Trước đây từng có nhiều hình ảnh về nguyên mẫu của tiêm kích hạm này, tuy nhiên Trung Quốc chỉ vừa tiến hành bay thử nghiệm, sắp trở thành nước thứ hai trên thế giới sau Mỹ phát triển tiêm kích loại này mẫu máy bay mới có một số sửa đổi để vận hành trên tàu sân bay, bao gồm cánh có thể gặp lại và hệ thống móc kéo để vận hành cùng máy phóng. Nguyên mẫu tiêm kích này có nắp buồn lái ngắn hơn FC-31, phía dưới có thể gắn một cụm cảm biến tương tự hệ thống ngắm mục tiêu quang điện EOTS của tiêm kích F-35. Máy bay mới chưa được công bố chính thức, nhưng theo trang tin quân sự Mỹ The Drive, nó có thể được gọi là J-21 hay J-35. Với thiết kế ngay từ đầu đã được trang bị máy phóng, loại tiêm kích mới gần như sẽ hoạt động trên tàu sân bay Type 003. Hàng không mẫu hạm thứ ba của Hải quân Trung Quốc, Tai-003 dự kiến được trang bị máy phóng điện tử EMALS thay vì sử dụng thiết kế cầu nhảy như tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, nhưng có thể chưa được trang bị lò phản ứng hạt nhân. Theo trang The Drive, Bắc Kinh không hề che giấu tham vọng muốn trở thành bá chủ trên bầu trời, giành ưu thế giữa các cuộc chiến không trùng. Công nghệ quân sự của đất nước tỷ dân cũng đang phát triển rất nhanh chóng. Chuyên gia cho rằng tàu sân bay Tai-033 sẽ có một mẫu tiêm kích tàng hình bay thử nghiệm trên bông của nó ngay khi vừa hạ thủy. Quân đội Trung Quốc có thể đang chi ngân sách ngang bằng, thậm chí nhiều hơn Mỹ, để phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Đáng chú ý, theo nhóm phân tích từ Trung tâm An ninh và Công nghệ máy CSTA thuộc Đại học Trust ở Washington báo cáo, chỉ có 22 trong số 273 công ty cung cấp thiết bị AI cho quân đội Trung Quốc, POA nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ, nghĩa là 251 công ty còn lại dễ dàng tiếp cận công nghệ Hoa Kỳ và sau đó chuyển giao cho POA do độ bảo mật cao liên quan đến nghiên cứu AI, rất khó thống kê chính xác Mỹ và Trung Quốc đang chi bao nhiêu tiền để phát triển khí tài ứng dụng trí thông minh nhân tạo. Tuy nhiên, các chuyên gia ở trung tâm CSAT đã xem qua 18.300 bản hợp đồng công khai cho POA ký kết, cũng như tài liệu của các tập đoàn quốc phòng Trung Quốc trong năm ngoái từ đó ước tính quân đội Trung Quốc chi khoảng 1,6 đến 2,7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trung tâm CSET cũng dẫn nguồn các nghiên cứu trước đây để ước tính lầu năm góc chi từ 800 triệu đến 1,3 tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu AI vào năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ còn chi thêm khoảng 1,7 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ cho các hệ thống tự hành không người lái. Có thể thấy chi tiêu của Trung Quốc về AI ngăn ngửa hoặc vượt trội hơn so với Mỹ. Đáng chú ý nhất, ông Dryon Ferraciot, nhà phân tích ở CSET cho biết trên Twitter rằng chúng tôi phát hiện poa mua các hệ thống ai để xác định phương tiện dưới nước phục vụ tập trận chiến tranh với đài loan theo dõi tàu hải quân mỹ triển khai các biện pháp chống tác chiến điện tử và nhiều mục đích khác Ông Ryan nói thêm, Trung Quốc áp dụng triệt để chiến lược phát triển AI kết hợp giữa quân sự với dân dụng. Trong số 273 nhà cung cấp thiết bị AI cho quân đội Trung Quốc, có đến 60% là công ty tư nhân. Chiến lược nói trên nhằm giúp quân đội Trung Quốc trở thành lực lượng vũ trang có công nghệ hiện đại nhất thế giới nhờ loại bỏ các rào cản thương mại vốn áp đặt nặng nề lên các công ty quốc phòng. Báo cáo từ trung tâm CSET, Đại học Georgetown đưa ra giữa lúc căng thẳng sụt sôi ở eo biển Đài Loan. Đồng thời, tướng Mỹ Mark Milley cũng bày tỏ cực kỳ lo ngại trước việc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu vực âm trong mùa hè vừa qua. Khả năng của quân đội Trung Quốc to lớn hơn nhiều những gì thể hiện qua một vụ thử. Họ đang mở rộng rất nhanh ở lĩnh vực không gian, an ninh mạng và sau đó tiếp tục phát triển các miền chiến thuật truyền thống trên bộ, trên không và trên biển, trích lời tướng Milley nhấn mạnh. Hạm đội 6 Hải quân Mỹ hôm 29 tháng 10 thông báo đã triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter tuần hành qua Biển Đen trong một nhiệm vụ chung với đồng minh NATO. Đáp lại, hạm đội Biển Đen của Nga khẳng định đang giám sát chặt chẽ tàu chiến Mỹ. Lực lượng này cho biết, hạm đội Biển Đen đã huy động mọi nguồn nhân lực và vật lực để giám sát hành động của tàu khu trục USS Porter đi vào Biển Đen vào ngày 30 tháng 10. Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định phương Tây sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đen vì tầm chiến lược quan trọng của khu vực này đáp lại thứ trưởng ngoại giao nga alexander gusko cáo buộc nato đã thổi bùng căng thẳng biến biển đen thành môi trường đối đầu và điều này rất nguy hiểm Nga vừa trải qua tháng 9 tăng tốc nhất kể từ sau đề nhị thế chiến. Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Liên bang công bố vào thứ Sáu 29 tháng 10, năm nay tử thần cướp đi sinh mạng của hàng vạn người không phải là chiến tranh, mà là dịch bệnh. Cụ thể, 44.265 người Nga đã tử vong liên quan đến virus corona trong tháng 9 vừa qua. Đến hiện tại, tình hình dịch mỗi lúc một tệ hơn, buộc giá chức phải cho người lao động tạm thời nghỉ ở nhà trong tuần đầu tiên của tháng 11. Chính phủ Nga gặp khó khăn chất chồng khi thuyết phục người dân dẹp bỏ sự chủ quan nghi ngờ để tiêm các loại vaccine phát triển nội địa. Alexei Raksha, nhà nhân khẩu học đã rời khỏi Cục Thống kê Liên bang Nga vào năm ngoái do bất đồng quan điểm về thống kê số liệu COVID-19. Mới đây nêu quan điểm trên với hãng tin Mỹ Bloomberg rằng, nếu như chính phủ Nga không thay đổi triệt để cách chống dịch COVID-19, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều đợt bùng phát mới. Các lệnh phong tỏa phải tiến hành có thực chất, nghiêm ngặt trong suốt nhiều tuần như ở Latvia, chứ không phải đơn thuần cho người lao động nghỉ làm ở nhà. Tuổi thọ trung bình ở Nga hiện tại chỉ là 69 năm, giảm 5 năm so với con số ước tính cách đây mới 18 tháng. Trong khoảng thời gian này, từng làn sóng dịch nối tiếp nhau đã bùng phát nghiêm trọng, nhấn chìm các bệnh viện và khiến nhiều vùng như thủ đô Moscow phải ban hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn. Đáng nói là giữa khủng hoảng COVID-19, người Nga vẫn dẫn dưng thờ ơ với tiêm chủng, dù cho vaccine nội địa đã có sẵn từ rất sớm và được chứng minh có hiệu quả chống lại virus. Hiện chỉ có 47% người Nga hình thành kháng thể nhờ vaccine hoặc phục hồi từ COVID-19. Theo một khảo sát của Gallup, công bố ngày 28 tháng 10, có khoảng 19% người chưa tiêm phòng nói rằng họ không có ý định chết ngừa. Trong cuộc họp chính phủ vào tuần trước, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova đã nói với Tổng thống Vladimir Putin, Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tỷ lệ tử vong do Covid-19 không ngừng tăng lên. Chúng ta cũng nhìn thấy tỷ lệ tiêm chủng gia tăng dần dần, nhưng chưa đủ nhanh. Giới chức đặc biệt lo ngại trước sự lãnh đạm của người dân, nhiều người Nga coi thường quy định đeo khẩu trang. Và Phó Thủ tướng Golikova bày tỏ, bà e rằng mọi người sẽ nhân tuần nghỉ làm chống Covid-19 để du lịch tới các vùng khác trên cả nước. Nhà nhân khẩu học Russia cảnh báo sẽ có thêm gần 100.000 người tử vong trong tháng 10 và Nga có thể chạm tới đỉnh dịch vào tháng 11. Ông cho biết biện pháp cho người lao động nghỉ làm có thể thúc đẩy đỉnh dịch đến sớm và làn sóng dịch kết thúc mau hơn một chút. Nhưng điều đáng buồn nhất là biện pháp này được ban hành trễ mất một tháng rưỡi. Trong thời gian đó, hàng vạn người Nga đã ra đi mãi mãi. Cả nước chìm trong tang thương ngay giữa thời bình với các nghĩa trang không ngừng được mở rộng. Vào thời điểm nào đó, một loại virus mới sẽ xuất hiện với động lực mạnh đến nỗi chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn chúng. Đó chính là lời cảnh báo đáng sợ mà người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra trong cuộc họp với các bộ trưởng tài chính và y tế nhóm nước G20. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, mối nguy này là điều chắc chắn về mặt sinh học và WHO cần phải tăng cường sức mạnh thêm nữa. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế học hỏi từ đại dịch Covid-19 để sẵn sàng chiến đấu cho các dịch bệnh kế tiếp trong tương lai. Do đó, theo ông Tedros, thế giới cần một WHO được củng cố, trao quyền và tài trợ bền vững. Ngoài ra, trong cuộc họp ngày 29 tháng 10, các bộ trưởng của nhóm nước G20 đặt mục tiêu đến giữa năm 2022, 70% dân số thế giới được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đại diện các nước cũng thông báo thành lập tổ đặc nhiệm ứng phó dịch bệnh tương lai. Tính tới 6 giờ ngày 30 tháng 10, thế giới vượt qua 5 triệu ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, tổng số ca mắc vượt 246,7 triệu trường hợp. Bộ Ngoại giao Iran ngày 29 tháng 10 chỉ trích Mỹ gai gắt vì dáng thêm đòn trừng phạt đối với ngành công nghiệp drone, thiết bị không người lái của Tehran. Phát ngôn viên Saeed Khatibaze cho rằng, việc ban hành thêm lệnh trừng phạt cho thấy sự bất nhất của Nhà Trắng khi họ đang bày tỏ ý định quay lại đàm phán hạt nhân. Trước đó vào ngày 29 tháng 10, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ ban hành trừng phạt với chương trình drone của Iran cáo buộc nước này cung cấp drone vũ trang cho chiến binh ở Yemen, tổ chức Hezbollah ở Liban, các nhóm phiến quân ở Palestine, Iraq và Ethiopia. Bộ Ngân khố còn nhấn mạnh, Tehran đã sử dụng drone để tấn công lực lượng Mỹ và gây tổn hại cho tuyến đường hàng hải ở Vịnh Ba Tư. Mỹ đã áp đặt hơn 1.000 lệnh trừng phạt đối với Iran trong những năm gần đây. Riêng biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghệ drone tung ra ngay trước khi các bên quay lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, JCPOA ở thủ đô Viên Áo. Hôm thứ Tư vừa qua, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Iran Ali Bagheri Kani thông báo Tehran sẽ quay lại bàn thảo luận cùng với các cường quốc vào cuối tháng 11 sắp tới với lịch trình cụ thể sẽ đưa ra trong tuần sau. Tuy nhiên, con đường đàm phán vốn đã dài và quanh co nay càng thêm gập ghềnh với mâu thuẫn mới nảy sinh giữa Tehran và Washington. Tại Myanmar, quốc gia đang hứng chịu khủng hoảng sau cuộc đảo chính hồi tháng 2. Quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch đàn áp ác liệt nhắm vào các địa phương phản đối chính quyền theo truyền thông Myanmar cho biết, quân đội đã nã phá vào một thị trấn phía tây và phá hủy hàng chục ngôi nhà sau cuộc đối đầu với lực lượng tự vệ địa phương tại Than làng, phía tây bang Chin. Một người dân chạy trốn khỏi chiến địa và nói với hãng tin AFP rằng cuộc pháo kích bắt đầu khi một binh sĩ quân đội bị bắt giữ. Ngay lập tức, các dàn pháo hạng nặng liên tục gầm thét, phải có tới 80 hay 100 ngôi nhà bị phá hủy, người đàn ông kể lại. Sự việc cũng được tổ chức xếp The Children xác nhận. Theo đó, ngọn lửa bùng lên từ 11 giờ sáng và có ít nhất 100 ngôi nhà trở thành hoang tàn. Người dân phải rời bỏ nhà cửa để chạy thoát thân khỏi các cuộc đụng độ khốc liệt trong những tuần gần đây. Nhiều người bây giờ cũng không còn gì để mất nữa. Trang Algeria dẫn lời cơ quan này cho biết. Quốc gia Đông Nam Á rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2 với hơn 1.200 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp bạo lực của quân đội. Lực lượng tự vệ sau đó cũng xuất hiện và lan rộng, làm bùng nổ các cuộc tấn công và trả đũa đậm máu. Mới đây hôm 22 tháng 10, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn sẽ nhấn chìm Myanmar sau khi có báo cáo hàng vạn binh sĩ đã tập kết về miền Bắc nước này, báo hiệu một đợt chấn áp và chạm chán tàn khốc. Chính phủ Trung Quốc mới đây tiếp tục siết chặt kiểm soát sâu bít khi yêu cầu bốn kênh truyền hình cần cải thiện nội dung chương trình, không được tập trung quá nhiều vào giải trí. Các nhà đài được yêu cầu chấn trình là Thượng Hải, Hồ Nam và các địa phương khác. Chính quyền ở Bắc Kinh cho rằng một số kênh truyền hình phát sóng dây đặc hình ảnh ngôi sao giải trí, qua đó cổ suý cho văn hóa phan cuồng ở Trung Quốc. Vì vậy, chính quyền cần khuyến nghị nhà đài xem xét lại nội dung, chuyển sang đề cao các giá trị xã hội. Hồi tháng 9, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các đài truyền hình ngừng hợp tác với các nghệ sĩ không thể hiện lòng trung thành với quốc gia. Chính phủ khẳng định yêu cầu này là nhằm nuôi dưỡng bầu không khí, ái quốc và loại bỏ các chương trình nhảm nhí, thô thiển đài nhật bản nsk dẫn lời các nhà quan sát cho rằng chính phủ trung quốc đang siết chặt kiểm soát ngành công nghiệp giải trí đồng thời biến truyền hình thành công cụ làm tăng sự ủng hộ của công chúng đối với các giá trị của đảng cầm quyền Trải qua vô vàng khó khăn, cựu công chúa Mako đã kết hôn với người yêu từ thời đại học Komuro Kei, từ bỏ địa vị hoàng gia, trở thành thường dân và đang hoàn tất các giấy tờ để bắt đầu đến New York định cư. Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa dừng lại với cặp đôi. Theo đài truyền hình NSK cho biết, Komuro Kei đã trượt kỳ thi luật sư ở New York. nxK vừa phỏng vấn luật sư Okino Yoshihiko, người phụ trách chính một hãng luật ở Nhật Bản mà Komuro từng làm việc. Okuno cho biết, anh đã trò chuyện với nhân viên cũ vào sáng thứ Bảy. Được biết, Komuro đã trượt kỳ thi lấy bằng luật sư ở New York, dự kiến sẽ ôn tập và quyết tâm đổ đạt trong kỳ thi vào tháng 2 năm sau. Komuro đang làm việc trong vai trò thư ký luật ở New York từ tháng 9, sau khi tốt nghiệp trường luật ở thành phố có tính cạnh tranh rất cao của nước Mỹ. Cuộc sống mới của vợ chồng cựu công chúa Mako ở xứ sở Cờ Hoa cũng là chủ đề đang được nhiều người dân Nhật Bản quan tâm. Nếu trước đây những chiếc cối xay gió khai thác điện phải dừng hoạt động khi có bão, thì hiện Nhật Bản đã thiết kế ra một loại cối xay gió mới có thể hoạt động khai thác năng lượng ngay trực tiếp từ chính các cơn bão. Đó là sản phẩm của công ty khởi nghiệp Trilonergy đến từ xứ sở mặt trời mộc. Loại tu binh đặc biệt do họ chế tạo có thể hoạt động trong điều kiện gió xoáy khắc nghiệt. Anh Atsushi Shimizu, nhà sáng lập Trilonergy, cho biết vụ nổ nhà máy hạt nhân Fukushima năm 2011 đã thôi thúc anh tìm kiếm một nguồn năng lượng bền vững hơn nếu chúng ta có thể tận dụng một phần nguồn năng lượng khổng lồ mà những cơn bão mang lại thì các trận cuồng phong sẽ không còn chỉ gây họa mà còn đóng góp ích lợi. Theo Shimizu, những cố xe gió đặc biệt được thiết kế thẳng đứng nên có thể chịu được gió mạnh và mưa. Trục thẳng đứng giúp nó không bị ảnh hưởng bởi hướng gió, bằng cách sử dụng hệ thống masnerts thay vì cánh quạt, hệ thống có thể được điều khiển an toàn ở một mức độ nhất định ngay cả trong gió mạnh mà không mất kiểm soát, đồng thời cũng tạo ra nguồn điện, đó là khái niệm cơ bản của thurbin gió masnerts thẳng đứng. Phát kiến mới được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng xanh cho Nhật Bản trong bối cảnh các chính phủ và công ty trên toàn cầu đang nỗ lực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo càng nhanh càng tốt để cắt giảm lượng khí thải carbon. Tại Tây Ban Nha, đông đảo du khách đang tập trung về đài quan sát Tajuya thuộc bến cảng Tajacote vào dịp cuối tuần để ngắm nhìn núi lửa trên đảo La Palma phun trào ngoạn mục suốt 40 ngày liên tiếp. Nhiều du khách đã không ngại chi tiêu cho các khách sạn, nhà hàng và dịch vụ thuê xe ở La Palma như một cách giúp giảm bớt gánh nặng cho ngành du lịch của hòn đảo. Nữ du khách Marie cho biết, cư dân địa phương đã gánh chịu rất nhiều do núi lửa phun trào, nhưng dù sao cảnh tượng tự nhiên này vẫn vô cùng ngoạn mục và trắng lệ. Chính quyền địa phương vào hôm thứ Sáu đã kêu gọi người dân hợp tác với đội an ninh và dịch vụ khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho các tuyến đường đông đảo du khách vào dịp lễ các thánh ngày 1 tháng 11. Trong khi đó, dung nhằm núi lửa đã bao phủ 900 hecta đất đai, tàn phá 2.000 ngôi nhà và nhiều trang trại trồng chuối để xuất khẩu của đảo La Palma. Hơn 7.000 người đã sơ tán kể từ khi núi lửa đột ngột thức giấc vào ngày 19 tháng 9. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!